Cái tên Ngọc Sào đã khá quen thuộc với những người hâm mộ bộ môn nghệ thuật truyền thống cải lương. Dù đã ở tuổi 70, nhưng giọng ca từng được mệnh danh là lụa trải nhung căng này đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Nghệ sĩ nhân dân Ngọc Sào thành công với nhiều thể loại, nhưng bà lại thiên về hài kịch nhiều hơn. Dù đã ở tuổi thất thập, nhưng bà vẫn say mê mang lại tiếng cười cho khán giả. Theo lời cha mẹ, bà lấy chồng năm 17 tuổi. Đó là một người đàn ông làm nghề công chức và không hề quen biết. Người chồng đầu tiên của nghệ sĩ Ngọc Sào là một người hiền lành, chân thật, một người đàn ông sống có trách nhiệm. Nhưng vì thiếu vắng tình yêu nên phải rất lâu sau khi cưới, vợ chồng bà mới thật sự gần gũi nhau. Sự khó mặt của cô con gái nhỏ phần nào giúp bà xua đi nỗi buồn tủi trong lòng. Bà cố gắng đến gần hơn với người đàn ông được gọi là chồng, cố gắng xây dựng một gia đình hạnh phúc như cha mẹ bà từng mong ước. Chỉ có điều, bà đóng nhiều vai vợ, vai mẹ, nên nhiều đêm bà thầm rơi nước mắt vì khao khát có được một tình yêu, một người chồng mà bà thật sự yêu thương. Từng ngày, nghệ sĩ Ngọc Sào cố gắng tỏ ra hạnh phúc với chồng, rồi đến đêm lại thầm khóc. Bà hướng sự quan tâm đến cô con gái để quên đi mọi chuyện, nhưng mỗi lần màn đêm buông xuống lại khiến bà cô đơn. Những tưởng cuộc sống của nữ nghệ sĩ rồi sẽ được bình yên, nhưng sóng gió lại liên tiếp xảy ra. Khi cô con gái được 10 tuổi thì bất ngờ lâm bệnh nặng. Bao nhiêu tiền dành dụm, bà đổ hết vào bệnh viện để chữa bệnh cho con. Thế nhưng đến cuối cùng, cô con gái nhỏ lại rời xa vợ chồng bà. Từ đó, nỗi đau mất con khiến sợi dây tình cảm giữa bà và người chồng hoàn toàn tan biến. Cho đến bây giờ, nghệ sĩ Ngọc Sào vẫn khẳng định người chồng đầu tiên của bà rất tốt. Thế nhưng, cuộc sống hôn nhân không có tình yêu thì sớm hay muộn cũng sẽ kết thúc. Không muốn lừa dối tình cảm của người đàn ông ấy, bà quyết định chia tay để cả hai cùng có cơ hội tìm cho mình hạnh phúc mới, một tình yêu thật sự. Sau những nỗi đau phải tự mình chịu đựng, cuối cùng bà cũng tìm được cho mình một người đàn ông mà bà thật sự yêu thương. Người chồng thứ hai của nghệ sĩ nhân dân Ngọc Sào là nhạc sĩ Kim Bằng. Ông là nhạc công trong nhà hát Trần Hữu Trang. Ông cùng bà sống hữu hỷ với nhau, trong khi họ có một cô con gái sang Mỹ du học và lập gia đình luôn bên đó. Giờ đây, sáng sáng, nếu bà không có lịch quay, lịch tập, hai vợ chồng cùng đi tập thể dục, ăn điểm tâm, ríu rít bên nhau, chia nhau công việc nhà, nên họ không cần mướn người giúp việc, vì ăn uống chẳng bao nhiêu và cũng muốn vận động cho khỏe gân cốt. Nhạc sĩ Kim Bằng chia sẻ, ông nghĩ tình yêu như quả bóng lăn liên tục, cầu thủ có thể liên tiếp bị phạt thẻ vàng cho đến lúc nhận thẻ đỏ thì mới biết mình thất bại. Nhưng kể cả khi nhận thẻ đỏ, cũng xin đừng bỏ cuộc. Hãy tham gia trận đấu khác, rồi có lúc chính mình sẽ xuất chúng khung thành, đạt được tình yêu to lớn của cuộc đời, giống như chuyện tình của ông và nhạc sĩ nhân dân Ngọc Sào.